Qua bên trái. Rồi. Đây là Defender West. Xóa cái này đi. Đổi hình nhân vật sau ra. Kệ mẹ nó. Ha ha tê tê bro. My name is tê tê bro. Nét. I'm dying. They don't wait. It's not even time to bury the body anymore. Just take them outside the city and throw them in the pit. Quăng vô cái hố. Ngày một. Thấy đéo à. A foot in Edward and his soul in the middle, the dying man see all ten. Oh shit. Chuyển cái mặt mình lên trên đi. Lên trên nè. Rồi ok. Đồng mái che mất chữ rồi. Chuyển cái mặt mình qua bên phải. Ok. What? Nó nhìn như zombie xung quanh nè. Đâu. À, nó che mất cái cái mặt mình đi qua bên kia lại. Che che mất nữa rồi đi xuống. Ồ quá cũng che. Mấy cái mặt mình chắc nhỏ lại. Nhỏ lại. Rồi nhỏ xíu luôn. Xuống tí nữa. Rồi ok. Dead is your main chapter. Scan moon. À quân địch tới từ đây nè. Bấm vô con này. Đặt nó đây. À cái này giống như là tiền để xây trụ vậy á. Rồi thằng này đéo đi được. Nó đứng chỗ đánh thôi. Đây là dừng. Chạy nhậm chạy nhanh. Rồi chạy. Người xương 5 con. Kìa nó vô kìa. Đang quýnh bụp. Bơm năng lượng vô. À cái này nâng cấp. Boost. Rồi. Nó chạy nhanh tí. Bập bập bút thêm cái nữa. Xong. Nó lên kinh nghiệm luôn. Rồi sao nữa? Wow. The pick.
Nói chuyện nhiều vậy. Này á, tên cái đéo gì đây? Má thằng này đặt ha TTR mới đúng. Á, nhưng mà mình đặt tên cho con nhỏ kia rồi. Mèo. Mèo, mèo. Mèo. Được rồi. Má trận 2. Có gì đây? Mèo. Thằng này bị bệnh gì vậy? Nói gì biến hình zombie vậy? Có chiêu mới. Giật sét. Để đâu ta? Mở để đây. Nâng cấp, nâng cấp. Ủa là sao? Mấy cái nút này chỉ tấn công cái nào? Bấm space để dừng. Này nâng cấp. Dừng lại nè. Rồi nâng cấp lên. Rồi chạy. Hộp 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 hộp. Chọn con đầu tiên. Chọn con cuối cùng. Chọn con nhiều máu nhất. Còn con ít máu nhất. Còn con chạy nhanh nhất. Bán. Cái này là gì? Ủa không, xài kỹ năng rẻ nhất. Nó khó hiểu vậy. Tỷ lệ cao nhất. Chọn một mục tiêu và không bao giờ thay đổi mục tiêu. Default save lại. Má khó hiểu. Ở này nút này nút bán nè. Nó thêm một quay mới. Chiều. Chích thêm cái nữa, chích thêm cái nữa, chích thêm cái nữa, chích thêm cái nữa, xong. Ủa vậy thôi. Ok. Nâng cấp. À, có skill nữa. Game này có vẻ hay. À, cái mặt mình lại che rồi. Chuyển cái mặt mình qua bên phải. Xem xét nè. Không có. Không có, không có. Thằng này có gì rồi? Không có điểm. Chém phát. Chém hai phát. Gì đây? Không biết nữa. Kêu đang sắm xét window window nâng lên rồi. Ok,
50 scrap, một mảnh rác, vải, dụng cụ bị bể, cái gì đây, nói chung là rác. Đây là mình sẽ chơi màn cuối cùng xong rồi nghỉ. Exchange me. Khoan đã. Hồi nãy mình có cuốn sách Only Work on Exchange me. Rồi ok, equip cuốn này. Kệ luôn, thêm cuốn này luôn. Thằng này có mẹ gì, không có gì hết đó. Rồi HTML luôn. Mèo. Má đặt tên gì đây? Lấy đại cái tên để lên Google search cái tên gì em. Từ từ đợi chút nha. Được rồi, mình kiếm được cái tên này cũng được được. Quốc đại. Rồi, ok. Giờ mình có 2 con. Con này để nó đứng đâu cũng vậy. Màu đỏ là nó hiện ra màu đỏ, còn màu xanh hiện ra màu xanh. Rồi hiểu rồi. Đặt con này ở đây. Đặt con này ở đây. Boost con này lên. Boost thêm cái nữa. Rồi chết mẹ ơi, qua rồi. Nhỏ này đánh được không? Chết mẹ. Đánh đéo lại rồi. Má Noble ơi. Má mình quay lại challenge sau. Để con này ở đây. Để con này ở đây. Xong rồi boost này không ra. Boost này lên đi. Bữa này lên một cái. Rồi chạy nhanh. Đồ. Good, good. Mấy con này có ắc thắc nữa. Có nghe là nó quýnh lại rồi. Mấy này nếu có ắc thắc, này có ắc thắc. Lẹ nào. Ê, dừng lại, dừng lại. Này xong rồi, thằng này boost lên. Boost này lên. Thằng này thắng con mẹ ơi, thắng chắc.
wood không đủ, chưa đủ wood. Rồi xong. À, cái này chắc là tiền thì phải. Ok. Review của mình vậy đủ rồi, chắc đủ rồi, các bạn nhìn chắc hiểu được trò này chơi sao rồi. Nó là một thể loại game thủ trụ, kiểu xây trụ rồi thủ rồi. Để cái mặt mình bự lên cái, bự lên, chỉnh bự lên, đâu mất rồi. Đấy, chỉnh lại, chỉnh lại. À rồi, hiểu rồi. À được rồi. Đây là thể loại game thủ trụ bự bự lên cái nữa. Từ từ, đợi chút, đợi chút. Rồi. Defender Quest là thể loại game thủ trụ mà bạn đặt lính lên mấy cái đường á, xong rồi quái đi ngang qua quýnh bụp 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 vậy thôi. Nhưng mà mình thấy đồ họa nó thì chơi kiểu đồ họa game cũ cũ á, đồ họa kiểu pixel á. Lối chơi thì thấy cũng có vẻ hay. Mình có để link download ở phía dưới comment á, các bạn download nha. Rồi, bye bye.